bá vô rồi, bá vô rồi, đỡ ra, đỡ ra nè. Định quay đầu cái gì trời, định quay đầu hay cái gì kìa, vô lấy đá này. À, mình đang đứng ở kênh Đình Quỳnh nha các bạn. Chính vô chục bô bây giờ rồi. Nghe là chạy máy Hino các bạn. Hino 139. Vô rồi, bước vô rồi, bước vô rồi. Đó, để cái này ở trên đó. Vỏ làm gì đây trời. Vỏ đi mua cá chợ. Cá chim quá trời. Làm cái gì đây? Cái này bề ngang 4 mét mấy à? Bề dài 20 mét. Vô làm gì, lấy đá xong rồi không thì chạy ra. Chiếc này bề ngang 6.2 nè, chiếc này nè. Chiếc này mình biết là bề ngang 6.2 nè. Bề dài 24 mét.
Bơi xuồng làm gì đây? Vỏ này giờ nãy giờ thì tào lao chạy hoài trời. Để đi coi lên cá rồi. Quá cá chim rồi. Nghe quách kiếm cái gì? Được, à, cá chim rồi, dữ rồi. Nhiều. À, trúng như trời. Ơi cái chim nhất đây, chim nhất ký 300 nha các bạn. Cào 5 ngày được nhiêu nè, quá trúng nè. Ghe này ghe cầu bờ thì cào gì là đạt lắm nữa các bạn ơi. Thơm. Đặt giỏ luôn đặt. Nói gì trời. Không có gì đâu. Mẹ nó sơn gì đâu mà bích hết trơn, không thấy đường hết trơn vậy. Cái này cá gì vậy? Trời ơi, bự bự gì? 8,5 kg. Cá chét hả? 8,5 kg. Nghe ngoan ơi. Nghe. Cá này muối dùi là tới luôn các bạn. Cá này muối dùi là ngon cực kỳ luôn á. Bự bự như nè, ăn béo lắm. Rồi video đây kết thúc nha. Quay vui vui gì đó. À, các bạn muốn hỏi gì bình luận nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đem mực lên cân nè.